cái sản phẩm STEM của 10A8 đúng không? Xe lưu chạy bằng động cơ gì? Không bằng động cơ, thế chạy bằng dây cốt hả? Dây chun. Xe lưu chạy bằng dây chun, nào xin mời. Rồi, xe lưu này cũng phải đi được mười mấy mét đấy, đúng không? Rồi, xin cảm ơn. Như vậy chúng ta cận cảnh xe lưu chạy dây chun nhá. Xe này, rồi. Đấy, mình sẽ xem cơ chế ở dưới rồi tôi cho này. Rồi, thế là sau khi mình kéo dây chun căng ra là nó sẽ tạo thành thế năng đúng không? Rồi, ok. Rồi, cảm ơn các em.